Xin chào các bạn, nhất là các bạn kỹ thuật. Hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn sử dụng fit cái lối của máy in. Máy in này là máy in Canon MF241D. Đây đang bị lỗi đây. Lối E202. Đó. Đây. Rồi, trước tiên chúng ta mở ra kiểm tra trên cái bộ scan này nó bị cái gì ha. Bây giờ chúng ta mở cái thanh ke này đi. Đây, mở cái thanh ke này ra. Chúng ta lấy bông. Rồi tắt tắt nguồn nhá. Rồi tắt nguồn. Rồi chúng ta thử. Chúng ta thử dán lại. Nếu không được chúng ta thay mở luôn cả cái ốc này, chúng ta chỉnh lại trong này nhá. Rồi. Còn nếu không được thì các bạn phải mở các ốc này dứt lên. Đây là trong bộ scan. Đây cái mẫu nè. Đây chúng ta lắp lại. Lắp lại ha. Rồi. Lắp lại. Chúng ta lấy một cái chúng ta thử ha. Rồi bây giờ chúng ta bật cái nguồn kiểm tra xem. Rồi chúng ta thử photo thử ha. Photo cái ha. Rồi ok. Chúng ta thử in nữa ha. Rồi bây giờ chúng ta thử in ha. Rồi. Vào tầm máy chúng ta thử in. Đấy. Rồi máy in đâu? Đấy. Khởi động cho các bạn. Rồi ok. Rồi ok đó các bạn. Cái lối này nó rất là đơn giản. Rồi bây giờ đây. Rồi chúng ta bấm reset lại. Ok. Rồi rất đẹp rồi các bạn. Rồi.
rồi đấy. Rồi, mến chào các bạn, chúc các bạn thành công ha. Đây với những lỗi rất là căn bản.